Mục sư Graham nói ông Trump là tổng thống vĩ đại. Chính sách đối ngoại của ông Biden tập trung vào tầng lớp nào? Ngoại trưởng Mike Pompeo sắp gặp ông Antony Blinken. Cộng đồng người đồng tính hân hoan khi ông Buttigieg được chọn. Đây là bản tin đặc biệt cập nhật hậu bầu cử Mỹ 2020 trên kênh FBNC. Mục sư nổi tiếng nước Mỹ Franklin Graham vừa đăng lên Facebook cá nhân một status cho biết mình rất biết ơn về 4 năm vừa qua của Tổng thống Trump. Tổng thống Trump là một trong những lãnh đạo vĩ đại nhất trong lịch sử nước Mỹ. Tất cả những gì Tổng thống Trump làm cho người dân đều đến từ tình yêu tự do và công lý. Mục sư Graham viết, mọi người hỏi tôi có thất vọng về cuộc bầu cử không? Tôi phải nói thật lòng rằng tôi biết ơn Chúa vì 4 năm qua Ngài đã ban cho chúng tôi một vị tổng thống tuyệt vời, một người bảo vệ tự do tôn giáo, bảo vệ sự sống cho những em bé chưa ra đời, cũng như đã bổ nhiệm các thẩm phán tối cao, những người sẽ duy trì hiến pháp và mang lại cho đất nước một nền kinh tế vững mạnh. Tôi cũng biết ơn tổng thống đã giúp tăng cường và hỗ trợ cho quân đội. Tôi biết ơn tổng thống đã đứng lên chống lại quan liêu và tham nhũng ở Washington. Tôi biết ơn tổng thống đã ủng hộ luật pháp, trật tự xã hội và bảo vệ cảnh sát. Tôi biết ơn Tổng thống và Phó Tổng thống đã nhận ra tầm quan trọng của việc cầu nguyện và không xấu hổ khi niệm danh Chúa Jesus Christ. Tôi rất biết ơn Tổng thống đã chống lại những người theo chủ nghĩa vô thần rắp tâm đẩy Chúa Kitô khỏi lễ Giáng sinh. Tôi biết ơn Tổng thống mang lời chào Giáng sinh an lành quay trở lại. Vì vậy, khi chúng ta đi đến cuối mùa bầu cử này, tôi nhìn lại với trái tim cảm kích và cảm ơn Chúa với tất cả những điều trên. Tổng thống Trump sẽ đi vào lịch sử với tư cách là một trong những tổng thống vĩ đại nhất của đất nước chúng ta, người mang lại hòa bình và thịnh vượng cho hàng triệu người dân trên khắp nước Mỹ và trên toàn thế giới. Ngay sau đó, trên Twitter, Tổng thống Trump đã gửi lời cảm ơn mục sư Franklin Graham. Những ngày qua, tiến trình lắp ráp các vị trí chủ chốt trong chính quyền của ông Biden đang gần hoàn thiện. Câu hỏi lớn được nhiều quốc gia quan tâm là với các nhân sự này, chính sách ngoại giao của nước Mỹ sẽ như thế nào trong thời gian tới? Đầu tiên là vị trí cố vấn an ninh quốc gia được trao cho ông Jack Sullivan, người cố vấn thân cận của ông Biden trong suốt chiến dịch tranh cử. Khi ông Biden giới thiệu ông Sullivan vào ngày 24 tháng 11, ông nói rằng người trẻ tuổi sẽ mang lại tư duy mới cho việc hoạch định các chính sách đối ngoại. Ông Biden nói, Jack hiểu tầm nhìn của tôi, rằng an ninh kinh tế chính là an ninh quốc gia và điều này giúp định hướng điều mà tôi gọi là chính sách đối ngoại cho tầng lớp trung lưu, cho những gia đình như nơi anh ấy lớn lên ở Minnesota, nơi anh ấy được nuôi dưỡng bởi cha mẹ là những giáo viên, họ dạy anh ấy giá trị của làm việc chăm chỉ, lễ phép, cống hiến và tôn trọng. Thứ hai, việc ông Biden chọn cựu cố vấn an ninh quốc gia Susan Rice, một chuyên gia chính sách đối ngoại lâu năm, làm giám đốc Hội đồng Chính sách Đối nội của Nhà Trắng, cho thấy bà sẽ đóng vai trò là người liên lạc giữa nhóm an ninh quốc gia và nhóm kinh tế. Khi giới thiệu bà Rice, ông Biden cho biết bà sẽ hợp tác chặt chẽ với ông Sullivan và ông Ryan Deese, người được lựa chọn cho vị trí giám đốc Hội đồng Kinh tế quốc gia. Ông Biden nói họ sẽ cùng nhau điều chỉnh chính sách trong nước, chính sách kinh tế và an ninh quốc gia theo cách không giống như trước đây. Đáp lại, bà Rice cũng nói rằng, trong thế kỷ 21, các mục tiêu đối ngoại, kinh tế và đối nội sẽ đan xen sâu sắc. Ông Biden cũng đề cập về chiến lược mới khi giới thiệu vị trí đại diện thương mại Mỹ bà Catherine Tai. Ông nói, thương mại sẽ là trụ cột quan trọng trong phục hồi kinh tế và việc thực hiện chính sách đối ngoại của chúng ta, một chính sách đối ngoại dành cho tầng lớp trung lưu, sẽ giữ vai trò chủ chốt. Việc nhấn mạnh đến tầng lớp trung lưu dự báo một chính sách đối ngoại có thể khác biệt so với cựu Tổng thống Barack Obama và phần nào giống với chính sách của Tổng thống Trump hơn. Theo ông Edward Alden, nhà nghiên cứu cấp cao tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, nói với tờ Nikkei Asia, cho đến nay, mục đích các cuộc đàm phán thương mại là nhằm đảm bảo cơ hội kinh doanh cho các công ty Mỹ và ở mức độ thấp hơn là nhằm giảm giá hàng hóa cho người tiêu dùng Mỹ. Không có khái niệm chính xác về tầng lớp trung lưu trong cấu trúc hiện tại, đó sẽ là một tập hợp các ưu tiên khác biệt. Theo một nhóm khảo sát của quỹ Carnegie Endowment for International Peace mới đây, họ đã thực hiện hàng trăm cuộc phỏng vấn với các chủ doanh nghiệp nhỏ, nông dân, nhà giáo dục, quan chức chính quyền địa phương và tiểu bang và nhiều thành phần khác ở Ohio, Nebraska và Colorado để hỏi suy nghĩ của họ về chính sách đối ngoại của nước Mỹ. Kết quả khảo sát trong phần mở đầu viết, sau 3 thập niên Mỹ chiếm ưu thế trên trường quốc tế, tầng lớp trung lưu của Mỹ đang ở trong tình trạng bấp bênh. Toàn cầu hóa đã mang lại lợi ích không cân xứng cho những người có thu nhập trung bình, đồng thời làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng kinh tế trong nước. Nó không giúp tăng lương trên diện rộng cho công nhân. Mọi chuyện chỉ khác khi Tổng thống Trump nhậm chức với chính sách ưu tiên sản xuất trong nước.
Báo cáo không nêu rõ liệu ông Biden có nên tham gia lại Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP hay không, nhưng nhắc lại cả người Mỹ thành thị và nông thôn đều cho rằng chính quyền trước đây đã không làm đủ nhiều để các chính sách đối ngoại và thương mại phục vụ tốt hơn lợi ích của tầng lớp trung lưu và trung bình. Báo cáo cũng cho biết nhu cầu về một sự đồng thuận chính trị bắt nguồn từ quan điểm cho rằng các đồng minh và đối tác trên thế giới không còn tin tưởng vào các thỏa thuận mà họ ký với Mỹ. Sau khi ông Trump nhậm chức, họ sợ bất kỳ thỏa thuận nào với chính quyền Mỹ có thể sẽ không sống sót qua quá trình chuyển đổi chính trị sang chính quyền tiếp theo. Điều này dẫn đến các đồng minh ngày càng phòng vệ nước đôi, cố gắng duy trì thiện chí với Mỹ, trong khi vẫn để ngỏ các lựa chọn cho thị trường Trung Quốc và các đối thủ khác. Ông Edward Alden cho biết, báo cáo đã nhận được sự chú ý nhiều hơn vào thời điểm sau ngày bầu cử 3 tháng 11. Ông nói việc kêu gọi một chính sách đối ngoại ít tham vọng hơn từ một số thành phần siêu giàu sẽ mâu thuẫn với quan điểm của những người có khả năng thay thế Tổng thống Trump trong đảng Cộng hòa. Cụ thể, Ngoại trưởng Mike Pompeo và các thượng nghị sĩ Marco Rubio, Tom Cotton và Josh Hawley đều đang châm ngòi cho một cuộc đối đầu toàn cầu mới với Trung Quốc. Họ tin rằng nước Mỹ có thể xây dựng một vị thế chính trị vững chắc hơn bằng cách chống lại Trung Quốc. Báo cáo của CEFIP cũng lưu ý, có rất ít bằng chứng cho thấy những người siêu giàu ủng hộ nỗ lực nhằm khôi phục vị thế thống trị của Mỹ, leo thang chiến tranh lạnh với Trung Quốc hoặc tiến hành một cuộc đối đầu giữa các nền dân chủ và các chính phủ độc tài. Lý do có thể được giải đáp ở lợi ích kinh tế mà nhóm tinh hoa này có được từ các thị trường trên. Trung Quốc hiểu rất rõ điều này. Bên nào đánh giá chính xác tâm lý của người Mỹ, sự thận trọng của ông Biden, ông Sullivan và nhóm tinh hoa hay những người có khả năng lãnh đạo đảng Cộng hòa? Câu trả lời có thể là yếu tố quyết định các cuộc bầu cử tiếp theo. Theo ông Dale Mathias, nhà đầu tư mạo hiểm ở Mỹ và châu Phi, trước đây là phó chủ tịch công ty tư vấn tài chính và quản lý tài sản Lazard Ferres, thì giải quyết những thách thức kinh tế mà tầng lớp trung lưu Mỹ đối mặt phải là ưu tiên hàng đầu của bất kỳ chính quyền nào. Báo cáo của CEFIP kết luận có rất ít sự ủng hộ từ giới siêu giàu dành cho cuộc cách mạng của ông Trump về chính sách đối ngoại của Mỹ, nhưng điều đó không có nghĩa là công chúng ủng hộ chính sách của các chính quyền trước. Chính sách trước đã khiến nhiều cộng đồng người Mỹ dễ bị tổn thương bởi sự dịch chuyển kinh tế và đã đi quá xa trong việc cố gắng tạo ra sự thay đổi xã hội rộng khắp. 8 năm của Tổng thống Obama đã thất bại trong việc khắc phục những điểm yếu kinh tế này. Tầng lớp trung lưu trung bình Mỹ muốn có một con đường mới tiến về phía trước. Có thể ở khía cạnh nào đó, chính sách chuyển hướng sản xuất về Mỹ, tăng thu nhập và giảm thất nghiệp của ông Trump đã giải quyết được phần nào. Nhưng giá như ông Trump không mắc một số sai lầm khác như là mất lòng đồng minh và những người siêu giàu, nếu có một cách giải thích hợp lý với giới siêu giàu, có thể họ sẽ sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế để ủng hộ ông Trump chiến tranh thương mại với Trung Quốc mạnh mẽ. Tính nhất quán trong chính sách đối ngoại của Mỹ đòi hỏi phải xây dựng được một sự ủng hộ chính trị trên diện rộng. Và con đường tốt nhất, có lẽ cũng là duy nhất hiện nay để xây dựng một sự ủng hộ như vậy, nằm ở việc làm sao để chính sách đối ngoại của Mỹ phục vụ tốt hơn cho tầng lớp trung lưu bình dân, nhưng cũng không gây thiệt hại cho giới siêu giàu. Theo các nguồn tin từ nội bộ đảng Dân Chủ, Ngoại trưởng Mike Pompeo dự kiến sẽ có cuộc gặp với ông Antony Blinken, người được ông Biden chọn cho chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao, kế tiếp để bàn về việc chuyển giao công việc. Nếu cuộc gặp diễn ra, sẽ là lần đầu tiên một bộ trưởng trong nội các ông Trump gặp một người trong nội các đang thành lập của ông Joe Biden. Và cũng là lần đầu tiên Ngoại trưởng Mike Pompeo ngầm thừa nhận Tổng thống Donald Trump sẽ không tiếp tục nhiệm kỳ 2. Cuộc gặp cũng là chỉ dấu tiếp nối việc các thành viên đảng Cộng hòa thừa nhận ông Biden chiến thắng. Cũng theo nguồn tin, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết ông sẵn sàng hợp tác cởi mở với đội ngũ của ông Joe Biden để quá trình chuyển giao diễn ra suôn sẻ. Cộng đồng người đồng tính Mỹ đang có một tinh thần rất vui sau khi ông Pete Buttigieg được chọn làm Bộ trưởng Giao thông Vận tải. Nếu được Thượng viện phê chuẩn, ông Buttigieg sẽ là người đầu tiên thuộc giới tính thứ ba giữ một vị trí chính thức trong nội các. Trước ông Buttigieg mới chỉ có ông Rick Grenell, nhưng ông Grenell là quyền giám đốc tình báo quốc gia chứ chưa được Thượng viện thông qua. Trên Twitter của Human Rights Campaign, tổ chức đại diện cho cộng đồng người đồng tính Mỹ viết: "Xin chúc mừng vì đây là một bước tiến nữa để khẳng định vị trí và tầm nhìn của cộng đồng người đồng tính. Sự hiện diện của thành viên chúng ta sẽ giúp nội các thêm đa dạng. Chúc mừng ông Pete Buttigieg." Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin mới nhất liên quan đến hậu bầu cử Mỹ ở các bản tin tiếp theo. Mời quý vị đón theo dõi trên kênh FBNC.